Gần đây xảy ra những vụ biến mất của một số cán bộ quan chức nhà nước trước khi những cá nhân này bị phát hiện tham ô, tham nhũng, gây thất thoát kinh tế cũng như dính dáng trách nhiệm trong một số vụ điều tra của cơ quan chức năng. Cụ thể là trường hợp nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn sang Đức, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí PVTech sang được Ba Lan, việc mất tích đầy bí ẩn của hot girl Thanh Hóa Trần Vũ Quỳnh Anh, hay gần đây nhất là trường hợp ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cùng gia đình đã định cư hợp pháp tại Canada, trước khi ông này được biết có liên quan trách nhiệm trong vụ án chạy thận nhân tạo làm 8 người chết xảy ra ở bệnh viện này. Thực tế này khiến cho nhiều người dân bức xúc và cả hoang mang về trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước. Một người dân bày tỏ bức xúc. Mà vợ tôi cũng đi chạy thận nhưng mà tôi thấy rất các người bệnh đã rất khổ rồi, nhưng mà bây giờ làm ăn sơ suất như thế, gọi là các bệnh nhân mà chết oan vì gọi là các cái cách chỉ đạo gọi là cán bộ làm ăn như thế mà bây giờ mà lại chạy trốn như thế là chúng tôi không hoàn toàn nhất trí. Nhà nước mình tìm cái người đó về xong là để xử lý cho chúng tôi hả lòng hả dạ. Trên thực tế, những cán bộ quan chức nhà nước này khi được phát hiện có liên quan trong các vụ án kinh tế, hình sự hay dân sự đều đã cao chạy xa bay. Ông Võ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải thích về điều này. Nhưng mà vừa rồi vì có những cái việc nó ra cho nên có quy định, tức là nếu như có những dấu hiệu tham nhũng ấy thì không cho đi nước ngoài nữa. Đấy, phải có đề nghị ngay đấy. Thế còn trước đây thì nó không có quy định, cho nên là người ta viện cớ đi thăm người nhà rồi đi ốm thì người ta cũng phải đi được, nhưng bây giờ không thể thấy được nữa. Nhà báo blogger Chuông Duy Nhất, một nhà bất đồng chính kiến cho rằng đã có một sự sắp đặt và chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ quan chức Việt Nam về việc chạy trốn ra nước ngoài ngay khi xảy ra sự việc gì bất lợi cho bản thân. Nhà báo Chuông Duy Nhất nói. Bởi đó là tình trạng phổ biến, không phải là chỉ trung ương viên, từ phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch tỉnh đến bí thư tỉnh, chứ chưa nói là hàm trung ương viên, thì hầu như con cháu họ đã có những biệt thự và đã có những tài khoản ở nước ngoài rồi. Đó là một sự thật. Còn sự thật đó khẳng định khi có một điều gì xấu nhất thì họ rút chân đi. Ông Nguyễn Đức Kiên, ông đang nói bậy bạ nhất của diễn đàn quốc hội và chúng tôi coi như đó là một nhân vật tội đồ. Vợ không ông đang ở bên Đức, ở những căn biệt thự xa hoa đấy mà. Liên quan đến việc các cán bộ công chức nhà nước đã đi khỏi Việt Nam trước khi bị truy cứu trách nhiệm, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng những cá nhân này trước khi chưa bị xác định là tội phạm thì hoàn toàn được tự do đi lại dưới quyền bảo hộ công dân. Tuy nhiên, đối với một số cán bộ công chức khi thực hiện công vụ thì việc đi lại có thể bị hạn chế bằng những quy định hành chính nhằm đảm bảo cơ quan quản lý kiểm soát việc cán bộ đi ra nước ngoài. Bên cạnh đó, các trường hợp như Phan Văn Anh Vũ, Vũ Đình Duy hay Trần Vũ Quỳnh Anh đi khỏi Việt Nam trong thời gian còn công tác cho thấy đã có một sự lơi lỏng trong quản lý nhân sự và các cơ quan quản lý đã không làm đúng trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Ông nói. Khi mà đã biết được rõ và kể cả biết được rõ cái khả năng có thể chạy trốn theo đường nào thì tôi cho rằng đều là có thể thực hiện được. Chứ không đến mức gọi là để đến khi người ta đi rồi bấy giờ mới phát hiện rồi mới nói rằng tại sao lại đi không ai biết vân vân. Thì tôi cho rằng ở đây nó cũng có những cái câu chuyện mà có cái tính phức tạp của nó. Và đồng thời thì tôi cho rằng là cũng có thể có nhiều trường hợp là được tiếp tay để chạy ra nước ngoài. Cùng quan điểm này, nhà báo Chuông Duy Nhất cho biết. Làm sao cái chuyện tham ô tham nhũng cái gì thông qua cái điều đó để cuối cùng để tị nạn ở một đất nước khác. Chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng ở cái nhóm lợi ích gì ạ? Đánh cái này để mà xây dựng cái nhánh nào? Cuối cùng cũng chỉ thế thôi. Nhà báo Chuông Duy Nhất nêu lên dẫn chứng về trường hợp Vũ Đình Duy, mặc dù bị truy nã tại Việt Nam, nhưng vẫn có sự qua lại và liên hệ với nhân viên Đại sứ quán Đức tại Berlin. Bằng chứng là ông này đã xuất hiện và làm nhân chứng tại phiên tòa xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức vào hồi tháng 5 vừa qua. Về phía cơ quan chức năng, ông Võ Quốc Hùng cho biết, chính phủ Việt Nam sẽ bằng mọi cách thông qua các cơ quan an ninh quốc tế như Interpol,
để truy tìm những cá nhân phạm pháp trốn ra nước ngoài nhằm áp giải về Việt Nam xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, blogger Trương Duy Nhất lại cho rằng, tại một đất nước độc đảng và không có chế độ tam quyền phân lập như Việt Nam, thì việc truy cứu trách nhiệm của các đơn vị chủ quản sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các cơ quan thuộc khối đảng. Những con người ái quốc nghĩa khí thì đem thân mình ra đánh đổi tự do cho dân tộc, còn kẻ bán nước thì đem quê hương ra đổi lấy vinh hoa phú quý cho cá nhân và gia đình. Qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết Đặt quê hương vào từng canh bạc của Tuấn Khanh sẽ được quê hương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ. Luật đặc khu sẽ được đặt vào tay ai đó tổ chức thông qua, nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, mục đích là làm hạ nhiệt dư luận. Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt đầy chân thành nói với giới phóng viên rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là khủng khiếp. Thế nhưng có thể ngài Thủ tướng nghe lầm và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một game show định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói không với một dự án đầy hiểm nguy cho số phận dân tộc Việt Nam. Như một canh bạc không có đường thoái lui, người dân Việt Nam đang chỉ còn tuyệt vọng nhìn mọi thứ đi theo một quy trình ý đảng khác biệt với lòng dân. Bất chấp những thành viên của tổ tư vấn cho chính phủ, cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức, hết lời can gián, khuyến nghị, cũng như đưa ra nhiều chứng minh cho thấy mọi thứ không giống như chiếc bánh vẽ khi ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được tô màu thẩm quyến. Thậm chí, một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng, theo lời tuyên bố hùng hồn của bà Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội trong canh bạc đặc khu, cũng làm cho nhiều người trong mày tự hỏi rằng, nếu như những con số ảo giác đó có thật, thì đất nước sẽ đi về đâu khi mà ngân sách quốc gia bị quốc tế đánh giá tính minh bạch thấp đến mức chỉ có 15 trên 100 điểm? Tiền làm ra được sẽ chi xài ra sao với tình trạng tham nhũng rút xương tủy nhân dân? Chẳng hạn như giá làm được 1 km đường bộ là đắt nhất hành tinh này. Không ai muốn có thêm một canh bạc nữa ở ba đặc khu, sau khi các canh bạc chủ trương lớn như bô xích Tây Nguyên mà nhân dân cháy túi hơn 3.700 tỷ đồng, cùng vấn nạn môi trường đeo đẳng theo hàng trăm ngàn người. Canh bạc Formosa mang đại họa cho hàng triệu người ở 4 tỉnh miền Trung và thiên nhiên và hàng chục năm sau cũng là một ví dụ. Trong rất nhiều ví dụ khiến đất nước ngổn ngang. Thế nhưng các chủ trương lớn ấy là do những tay chơi không vốn, đặt vào canh bạc mây rủi bằng chính vận mạng của quê hương Việt Nam. Những gì diễn ra với hậu quả không lường trước, những hiểm họa và mất mát ập tới thì chỉ có đất nước và nhân dân hứng chịu, còn những tay chơi thì thấy mỗi lúc một lộng lẫy hơn ở các biệt phủ, cao sang hơn ở các căn hộ, tiền của được chuyển ra nước ngoài nhiều hơn. Con cái trở thành những công chúa hoàng tử từ một quê hương ẩn mình trong các canh bạc không lối thoát. Và chắc cũng đến lúc con người Việt Nam nhận ra phía sau tấm màn nhung chuyện gì đang diễn ra. Trong tiếng ru giấc mơ màng ấy, người ta choàng tỉnh nhận ra đất nước và con người Việt Nam suy hao từ những canh bạc như vậy. Lịch sử ghi chép rằng, người xưa lấy mạng sống của mình ra để đánh cược cho tương lai của tổ quốc, chứ không coi tổ quốc là món để đặt cược. Nguyễn Thái Học của Quốc dân đảng, cùng 12 đồng chí của mình, chọn đặt cược mạng sống của mình để chống Pháp phục quốc. Họ cùng chịu bị chém đầu, chứ không chịu chấp nhận tổ quốc về tay kẻ khác. Phan Bội Châu chỉ là một chí sĩ với túi chữ, cũng không ngại đặt đời mình vào canh bạc cho tương lai tự do của tổ quốc, bất chấp người Pháp từng kêu án tử hình. Những gì của người xưa để lại cho thấy họ sẵn sàng đặt cược cuộc đời của mình cho tổ quốc bất kể sống thác ra sao. Nhưng hôm nay, một hành động nghịch lý là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đem quê hương đặt vào những canh bạc mà chúng cho rằng một vốn bốn lời. Khi gặp tai ương, khốn cùng, thì lại đổ trên đầu dân tộc và tổ quốc. Những con người ái quốc thì đem thân mình để đánh đổi tự do cho dân tộc, còn kẻ bán nước thì đem quê hương ra đổi lấy vinh hoa phú quý cho cá nhân và gia đình.